lộ diện thân phận DJ Bé Vi, trợ thủ đắc lực của Trung Họng. Nước quài giấu ma túy trong bánh đi giao cho khách. Sau 14 ngày tìm kiếm, cứu nạn, gần 400 bộ đội rời thôn Làng Nổ. Tạm giữ kẻ vác rượi chém người bán vịt quay ở Bình Phước. 9.500 con gà chết ngạt được mua hết, chủ trang trại xúc động nói lời cảm ơn. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vụ án 19 đối tượng buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh đã được lực lượng chức năng triệt phá, đang gây nên nhiều xôn xao trong dư luận bởi cách thức hoạt động tinh vi của các đối tượng này. Trong số những đối tượng bị bắt, cái tên DJ Bài Vi được chú ý hơn cả khi đây là nữ DJ nổi tiếng trên mạng xã hội. Theo đó, để che lấp đi thân phận của mình, DJ Bài Vi luôn đăng tải hình ảnh sang chảnh làm từ thiện nhân đạo. Tuy nhiên đằng sau đấy lại là trợ thủ đắc lực của ông Trùm Trung Ngọng. Ngày 24 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh, bắt tạm giam Nguyễn Bé Vi, sinh năm 1996, tự DJ Bé Vi, Châu Mỹ Như, sinh năm 1996 cùng nhiều đồng phạm. Công an thành phố Hồ Chí Minh thu giữ 17 kg ma túy các loại và ra quyết định truy nã Lâm Thành Trung, sinh năm 2001, tự trung ngọng. Đáng chú ý, trong đường dây ma túy này, Nguyễn Bé Vi là người tình, cũng là trợ thủ đắc lực đóng vai trò quan trọng trong việc liên lạc, tổ chức mạng lưới và phân phối ma túy cho Lâm Thành Trung. Địa bàn hoạt động chủ yếu của đường dây ở quận 4, quận 8, Bình Tân, Tân Phú và ẩn mình trong các hẻm nhỏ. Nhóm tội phạm mua chuộc người thân quen làm vai trò cảnh giới, sử dụng người lao động nghèo, người bán nước, xe ôm để đi giao hàng nóng. Được biết, DJ Bé Vi có biệt danh là Vimeo, sở hữu kênh TikTok hơn 219.000 người theo dõi. Các clip trên TikTok có hàng chục ngàn đến gần 15 triệu lượt xem. Vimeo sinh ra ở Bến Tre, nhiều clip được cư dân mạng đặt biệt danh là DJ Trẻ Thơ. Người này có dáng người mảnh mai, thon gọn, trắng trèo và được nhận xét là nóng bỏng. Vimeo có nhiều kinh nghiệm trong nghề và thường xuất hiện ở nhiều quán bar trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trên mạng xã hội, DJ Bé Vi đăng bài xây nhà cho mẹ, xây phòng trọ để mẹ cho thuê và phụng dưỡng mẹ. Bên cạnh những clip nóng bỏng, thì nữ DJ Bé Vi cũng đăng hình từ thiện cho tiền người già ở viện dưỡng lão. Liên quan đến đường dây ma túy do Trung Ngọng cầm đầu, đến nay Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam DJ Bé Vi cùng 18 người khác, đồng thời ra quyết định truy nã đối với ông Trùm Lâm Thành Trung. Như thông tin đã đưa trước đó, ngày 23 tháng 9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ ập vào một căn hộ tại quận Tân Phú và bắt giữ Châu Mỹ Như cùng 14 kg ma túy bao gồm nước vui và thuốc lắc. Trung bị như được xác định là một trong những đại lý lớn của Trung Ngọng thường xuyên nhận các đơn hàng ma túy từ vài kg đến hàng chục kg. Sau khi bắt giữ các đối tượng, từ những lời khai và chứng cứ thu thập được, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 19 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, Lâm Thành Trung đang bị truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Công an kêu gọi Trung Ngọng nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra và truy bắt ông Trùm đứng đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia này. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị. Một vụ án ma túy khác cũng được phát hiện triệt phá mới đây tại Hà Nội, điều hành bởi nước quái Bùi Phương Thảo. Để che mắt cơ quan chức năng, Thảo đã thuê tài xế xe ôm công nghệ vận chuyển ma túy giao cho khách. Số ma túy này được ngụy trang giấu trong các hộp bánh. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Phương Thảo, trú tại Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, về tội mua bán trái phép chất ma túy và Trần Thị Hương, trú tại Phương Liên, Đông Đa, Hà Nội, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua điều tra, vào đầu tháng 7 năm 2024, công an quận Thanh Xuân phát hiện Bùi Phương Thảo thuê tài xế xe, xe ôm công nghệ vận chuyển ma túy giao cho khách. Ma túy được ngụy trang giấu trong các hộp bánh. Chiều mùng 2 tháng 7, cơ quan công an đã bắt giữ Trần Thị Hương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hương khai nhận đã đặt mua ma túy của Thảo. Khám xét nơi ở của Bùi Phương Thảo, công an quận Thanh Xuân đã thu giữ 209,8 gam tinh thể, 1.000 viên nén màu xám có khối lượng 542 gam và 145 viên nén màu vàng có khối lượng 61,7 gam, một cân điện tử. Thảo khai nhận đây là số ma túy và dụng cụ để Thảo chia ma túy mang bán cho khách. Hiện công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định cơn bão số 3 vừa qua đã để lại cho làng nù nhiều đau thương và mất mát. Có những người may mắn sống sót, nhưng cũng có những người phải bỏ mạng lại nơi bốn đất lạnh lẽo. Sau 14 ngày tìm kiếm thi thể các nạn nhân vụ lũ quét, gần 400 bộ đội của quân khu 2 và biên phòng đã rút khỏi thôn làng nù. Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích sẽ do địa phương tiếp tục triển khai. Trước sự nhiệt tình của các chiến sĩ bộ đội, bà con nhân dân gửi lời cảm ơn sâu sắc vì đã công hiến vì dân vì nước trong lúc khó khăn này. Ngày 24 tháng 9, quân nhân của các đơn vị tham gia tìm kiếm thi thể các nạn nhân vụ lũ quét, sạt lở đất sẽ rời thôn Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Việc tìm kiếm những người vẫn đang mất tích được bàn giao lại cho lực lượng địa phương. Một chiến sĩ thuộc sư đoàn 316 quân khu 2 cho biết trong những ngày qua, các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã rất nỗ lực, làm hết sức mong tìm thấy bà con. Tuy nhiên, vẫn còn những thi thể vẫn chưa được tìm thấy, khiến nhiều người rời đi cảm thấy ngậm ngùi tiếc nuối. Theo đó, ngay sau khi xảy ra vụ lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nù, trong đó sư đoàn 316 huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai huy động khoảng 40 người, trường trung cấp 24 biên phòng tăng cường hai phiên đội chó nghiệp vụ, huấn luyện viên. Lực lượng tìm kiếm tổng cộng khoảng 650 người. Tính đến nay, cơ quan chức năng xác định có 55 người thiệt mạng trong trận lũ quét, 12 người vẫn đang mất tích. Trong hoàn cảnh khó khăn, tình quân dân vẫn luôn rực cháy trong trái tim của mỗi người Việt Nam trong ngày vừa qua là những ngày vất vả nhưng mang một ý nghĩa to lớn đối với bà con làng nù và toàn thể nhân dân. Thông tin từ Công an phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết đã tạm giữ đối tượng Đặng Văn Giàu dùng dựa và tấn công người bán vịt để giải quyết mâu thuẫn làm ăn. Đối tượng bị Công an huyện Đắc Rơ Lấp phát lệnh truy tìm về tội cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn giữa em của Đặng Văn Giàu, sinh năm 1990, chú xã Đắc Xin, huyện Đắc Rơ tỉnh Đắk Nông, và anh Phạm Thế Hoan, sinh năm 1993, chú cùng xã. Nên ngày 8 tháng 9 năm 2024, Đặng Văn Giàu rủ thêm bạn tiên Bi đi từ thị xã Phước Long về xã Đắc Xin để tìm Hoan đánh giàn mặt. Khi đến trước cửa hàng của anh Hoan, thấy anh Hoan đang bán vịt quay trên tay có dao, nên Giàu rủ Bi đến chợ gần đó mua hai con dao dựa rồi quay lại. Lúc anh Hoan không để ý, Giàu dùng dao chém một nhát khiến anh Hoan bị thương và bỏ chạy. Thấy có nhiều người dân nên Giàu cùng đồng bọn chạy sang địa bàn lân cận của tỉnh Bình Phước. Tại phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Giàu tháo bỏ biển số xe và dùng biển số giả để tránh bị phát hiện. Ngày 15 tháng 9, công an phường Phước Bình nhận thông tin công an huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông truy tìm đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích có thể đang lẩn trốn trên địa bàn phường. Đến ngày 23 tháng 9, công an phường Phước Bình xác định đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn nên đã đưa đối tượng cùng tăng vật liên quan về công an phường. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện công an phường Phước Bình làm thủ tục bàn giao cho công an huyện Đắk Rơ Lấp thụ lý theo thẩm quyền. Diễn biến mưa lũ vừa qua tại miền Trung đã khiến nhiều người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Mưa xối xa đã khiến một trang trại gà ở Nghệ An bị chập điện, khiến 9.500 con gà bị chết ngạt, sự việc được nhiều người biết đến đã chung tay mua hết đàn gà, chủ trang trại xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc. Theo đó, vào sáng ngày 24 tháng 9, anh Nguyễn Ngọc Huy, chủ trang trại gà ở xóm Hòa Hợp, xã Nghi Ân, thành phố Vinh Nghệ An cho hay, chỉ trong một ngày, số gà bị chết ngạt đã được nhiều tổ chức cá nhân chung tay mua giúp. Anh Huy kể, trước đó vào khoảng 6 giờ sáng ngày 23 tháng 9, mưa lớn khiến một cây xanh đổ lên đường dây điện lưới. Do đó, nguồn điện không đủ cung cấp cho trại gà hoạt động, sự cố đã khiến hàng ngàn con gà bị ngạt và chết đồng loạt. Thời điểm này, trên toàn thành phố Vinh có mưa rất to, diễn ra liên tục và gây ngập sâu hầu hết các tuyến đường. Các phương tiện di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Ngay sau khi biết tin, chính quyền sang Hiền đã đến kiểm tra, động viên và tìm phương án giải cứu đàn gà bị chết. Bên cạnh đó, bà con nhân dân quanh xóm cũng đến hỗ trợ làm một số việc phụ giúp gia đình anh Huy. Anh Huy chia sẻ, một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã đăng tin, lan tỏa bán giúp số gà bị chết. Em cùng gia đình rất cảm kích biết ơn cộng đồng mạng, nhân dân nhiều địa phương chung tay chia sẻ trong lúc hoạn nạn do thiên tai gây ra. Anh Huy nói, số gà bị chết khoảng 9.500 con, trong đó gà mái nặng khoảng 1,8 kg một con, gà trống là 2,5 kg, tổng số gà bị chết khoảng 23 tấn, trị giá 1,5 tỷ đồng. Sau khi bán hết, anh Huy thu về 250 triệu đồng. Anh Huy xúc động, lúc đầu đàn gà chết nhiều, bản thân em rất hoang mang, sợ không có nơi chôn lấp. Khi đó em bán 10.000 đồng ba con sau đó bán lên được 40.000 đồng một con là nhờ cộng đồng mạng, bà con nhân dân chia sẻ. Qua cơ quan báo chí, cho phép gia đình em gửi lời cảm ơn, biết ơn đến chính quyền xã, ngành điện lực huyện Nghi Lộc. Nhiều người trực tiếp đến giúp đỡ gia đình, mua gà bằng tấm lòng thương cảm trong lúc hoạn nạn. Từ sự chung tay giúp đỡ của nhân dân, ông Chu Văn Mai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Ân, thành phố Vinh Bộc Bạch. Nếu không có mạng xã hội thì việc bán hết đàn gà 23 tấn trong vòng một ngày là rất khó khăn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi ân cũng gửi lời cảm ơn đến các trang mạng xã hội, cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời lan tỏa thông tin để mọi người trong và ngoài địa phương cùng giúp đỡ cho gia đình anh Huy. Vừa qua, một người dân đã phản ánh về việc bị nhân viên nhà xe Luật Thủy chạy chuyến Đà Nẵng Vinh đe dọa xúc phạm, lạm thu tiền vé khi đi xe khách. Người này bị nhân viên ép chuyển tiền đến 3 lần mới được xuống xe với lý do chưa nhận được tiền vào tài khoản. Cụ thể phản ánh của ông NHT, chú thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, về việc bị nhân viên nhà xe luật thùy đe dọa. Trước đó ngày 1 tháng 9, ông Tê lên xe khách biển kiểm soát 89F00519 để từ Đà Nẵng về thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trên đường đi, phụ xe yêu cầu ông Tê nộp 300.000 đồng tiền vé xe. Lúc sau, phụ xe yêu cầu hành khách này chuyển tiền thêm một lần nữa với lý do chưa nhận được. Khi này ông Tê phản ứng vì trước đó đã chuyển tiền thành công. Ông Tê phản ánh, ngay lúc đó chủ xe và phụ xe to tiếng nạt nộ xúc phạm đòi đuổi tôi xuống xe chủ xe yêu cầu tôi phải chuyển thêm 100 trăm đồng bị dọa nạt tôi đành chuyển thêm tiền đáng nói khi xe đến đường tránh thành phố vinh hành khách này yêu cầu nhà xe kiểm tra tài khoản và dừng xe trả khách nhân viên lại yêu cầu chuyển tiếp 400 trăm đồng trong đơn trình báo viết họ đe dọa phải chuyển tiền nếu không sẽ trở ra bắc luôn sau khi ông tê chấp nhận trả thêm bốn trăm đồng nhà xe mới chấp nhận trả khách tại vị trí cách hơn 10 km so với điểm đến. Tổng cộng, với 3 lần chuyển khoản thành công, vị khách trên phải trả 800.000 đồng so với 300.000 đồng một vé đã thỏa thuận ban đầu. Ông Tê bày tỏ, sau hơn 10 ngày chờ đợi mà không có một hồi âm nào, tôi mới gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng. Đây là bằng chứng cho việc nhà xe cố tình chấm đoạt tài sản của hành khách. Tiếp nhận sự việc, ngày 19 tháng 9, Công ty Cổ phần Vận tài và Quản lý Bến xe Đà Nẵng tổ chức cuộc họp với nhà xe luật thủy. Tại đây, nhà xe thừa nhận thái độ phục vụ khách chưa tốt. Đồng thời, nhà xe có trách nhiệm liên hệ với khách để xin lỗi, hoàn tiền, nếu tiếp tục vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong khi đó, công ty cổ phần vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho rằng vi phạm của nhà xe là không thể chấp nhận được. Khi kinh doanh không lành mạnh, làm mất hình ảnh trật tự kỳ cương, văn minh lịch sự tại bến xe trung tâm thành phố. Đến ngày 24 tháng 9, công ty cổ phần vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết vừa có biên bản họp giải quyết khiếu nại đối với hoạt động vận tải hành khách của nhà xe Luật Thủy. Mới đây, một đoạn clip đã ghi lại cảnh nghẹt thở khi cảnh sát giao thông truy đuổi tài xế xe tải vi phạm nồng độ cồn. Tài xế này mặc dù trong người đã có cồn, nhưng khi bị tổ cảnh sát giao thông ở Sơn La yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, tài xế xe tải bất ngờ tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La cho biết, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 9, trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm chuyên đề về nồng độ cồn tại km 161 500 quốc lộ 6, xã Long Luông, huyện Vân Hồ. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La ra hiệu lệnh dừng xe ô tô tải biệt kiểm soát 29H69211 do lái xe Nguyễn Huy Hải, sinh năm 1990 điều khiển. Tuy nhiên, tài xế nói trên không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn có hành vi tăng ga bỏ chạy theo hướng trên quốc lộ 6 rồi vòng ra quốc lộ 43, tỉnh lộ 101 với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sau hơn một giờ truy đuổi với sự hỗ trợ của đội cảnh sát giao thông huyện Vân Hồ, đội cảnh sát giao thông huyện Mộc Châu, tổ công tác đã dừng được chiếc xe tại tiểu khu 70, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông xác định lái xe Nguyễn Huy Hải vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,705 mg trên 1 lít khí thở. Hiện, tài xế và phương tiện đã được đưa về đội cảnh sát giao thông đồng bộ số 1 xử lý theo đúng quy định. Liên quan vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết xảy ra sáng ngày 24 tháng 9, ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đã đến thăm hỏi, động viên người bị nạn. Theo đó, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Quốc Nam, giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận cùng ngành chức năng đã thăm hỏi sức khỏe, động viên trao tiền hỗ trợ cho 10 người bị thương đang được điều trị tại đây với số tiền 2 triệu đồng một người. Đồng thời, đến trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho thân nhân của tài xế đã tử vong. Ông Lê Huỳnh Phúc, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, trong 15 nạn nhân nhập viện cấp cứu, một tài xế đã tử vong, 4 người bị thương nhẹ, còn 10 người đang nằm điều trị, trong đó có một người đang trong phòng mổ, còn một người đang cấp cứu ban đầu. Các này là bị ung thư tụy đang trên đường đi vào thành phố để khám bệnh thì bị tai nạn ca này chờ chuyển viện đi thành phố Hồ Chí Minh, còn lại 8 ca kia đang nằm điều trị tại bệnh viện. Hiện sức khỏe ổn định và có 3 ca họ xin chuyển vô thành phố Hồ Chí Minh thì bệnh viện đang làm thủ tục. Như tin đã đưa, vụ va chạm xe khách với xe đầu kéo trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 227 800, đoạn qua xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận khiến tài xế xe khách tử vong, 15 người khác phải nhập viện cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Thưa quý vị, mưa lớn suốt nhiều ngày khiến cho nước lũ dâng cao. Đề sông má xuất hiện rau rỉ, nước thấm qua thân đề, uy hiếp sự an toàn của hơn 3.000 người dân. Trước tình hình nguy cấp trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã phải huy động cả trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp khắc phục sự cố. Sáng 24 tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa, trong đó nòng cốt là quân đội, đã xử lý xong sự cố nước lũ so rỉ, thấm qua đê sông Mã, đoạn tại cống nổ thôn, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc, nước sông Mã lên nhanh, đã khiến cho nước tràn qua miệng cống nổ thôn, ngấm vào thân đê tràn vào khu dân cư. Sự cố nghiêm trọng này đe dọa sự an toàn của hàng ngàn người dân bên trong đê tả sông Mã, buộc lực lượng chức năng Thanh Hóa phải huy động lực lượng xuyên đêm khắc phục sự cố. Ngay sau khi phát hiện sự cố vào trưa ngày 23 tháng 9, lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo xã Vĩnh An cùng lực lượng bộ đội, công an triển khai phương án 4 tại chỗ, huy động các lực lượng chức năng, nhân dân tích cực khắc phục. Sau nhiều giờ triển khai phương án xử lý, đến sáng ngày 24 tháng 9, sự cố do gì thấm qua đê sông Mã được khắc phục. Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành vá các điểm do gì từ bên ngoài bằng bạt, bao cát, đồng thời đắp bờ, ngăn nước bên trong để tạo cân bằng giữa trong và ngoài đê. Thượng tá Nguyễn Xuân Thới, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã kịp thời huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ và 150 dân quân tử vệ làm việc xuyên đêm ngày 23 tháng 9 đến sáng 24 tháng 9 để khắc phục sự cố. Thượng tá Thôi thông tin, đến sáng 24 tháng 9, cơ bản đã ra cố xong chỗ so xì nước tại Trần Đê đảm bảo an toàn. Hiện đơn vị vẫn đang trực quân 24 trên 24 giờ, tăng cường vật tư, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Sông Mã là con sông lớn nhất tỉnh Thanh Hóa. Trong những ngày vừa qua, mưa lũ đổ về cộng với xả lũ thủy điện đầu nguồn khiến cho nước sông Mã dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều huyện, thành phố trên địa bàn, khiến hàng trăm hộ dân phải di rời tới nơi an toàn. Đề sông Mã là đề cấp 1, tuyến đề trung ương. Thưa quý vị, sau 14 ngày không kể nắng mưa, ngày đêm, tìm kiếm các nạn nhân của vụ lũ quét, gần 400 bộ đội của quân khu 2 và biên phòng đã rút khỏi thôn làng Nủ. Việc tìm kiếm những người mất tích còn lại sẽ được bàn giao cho lực lượng địa phương. Ngày 24 tháng 9, quân nhân của các đơn vị tham gia tìm kiếm các nạn nhân lũ quét sạt lở đất đã rời thôn làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Việc tìm kiếm những người vẫn đang mất tích được bàn giao cho lực lượng địa phương. Một chiến sĩ thuộc Sư đoàn 316 quân khu 2 cho biết, trong những ngày qua, các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã rất nỗ lực, làm hết sức, mong tìm thấy bà con. Tuy nhiên, vẫn còn những thi thể chưa được tìm thấy khiến cho nhiều người rời đi hôm nay cảm thấy ngập ngùi, tiếc nuối. Lực lượng quân đội có mặt từ ngày đầu sau khi vụ lũ quét xảy ra tại thôn Làng Nổ. Trong đó, Sư đoàn 316 huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, huy động khoảng 40 người, Trường Trung cấp 24 biên phòng tăng cường hai biên đội chó nghiệp vụ, huấn luyện viên. Lực lượng tìm kiếm tổng cộng khoảng 650 người. Ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nù chia sẻ, ngay sau khi xảy ra sự việc, được cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là bộ đội trung đoàn 89, sư đoàn 316 giúp dân tìm kiếm các nạn nhân. Chúng tôi thực sự cảm động và biết ơn. Những phần việc rất nguy hiểm, gian khổ là vậy, nhưng các chiến sĩ đã quên đi tất cả, thực sự là điểm tựa của bà con làng nổ trong những lúc khó khăn chị hoàng thị chiêm ở xã phúc khánh xúc động nói những ngày vừa qua chúng tôi rất xúc động trước tình cảm trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ các anh đã không quản ngại săn khổ nguy hiểm ngày đêm dầm mình trong nước lũ sát cánh cùng cấp ủy chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai nhân dân dẫn biết ơn bộ đội cụ hồ bà vũ thị thư bí thư đảng ủy xã phúc khánh cho biết sau khi lực lượng quân đội rút về đơn vị Phía địa phương sẽ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích thêm 5 ngày, đến 30 tháng 9. Bà Tư nói, thay mặt nhân dân thôn làng nổ, lãnh đạo địa phương, chúng tôi cảm ơn lực lượng quân đội đã vượt khó khăn, nỗ lực hỗ trợ địa phương trong những ngày qua. Tính đến nay, cơ quan chức năng đã xác định có 55 người thiệt mạng trong vụ lũ quét, 12 người vẫn đang mất tích. Chiều 24 tháng 9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video clip dài 28 giây ghi lại hình ảnh một người đàn ông tấn công chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, khiến dư luận bức xúc. Được biết, người đàn ông này bị yêu cầu dừng xe kiểm tra vì không đội mũ khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành yêu cầu mà còn tăng ga, thông chốt, sau đó quay lại hung hăng tấn công một cán bộ. Sự việc diễn ra khoảng chiều 24 tháng 9 khi tổ công tác cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tuyến tỉnh lộ 551, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Bắc. Khi tổ công tác phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, liền ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người đàn ông này không tuân thủ điều khiển xe vượt qua vị trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Sau khi thông chốt, người đàn ông quay trở lại vị trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ và tấn công một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an huyện Kỳ Anh đã đến hiện trường khống chế đối tượng đưa về trụ sở để xử lý theo quy định. Đối tượng ngay sau đó được xác định là Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1992, trú tại xã Kỳ Bắc, một cán bộ công an huyện Kỳ Anh xác nhận thông tin trên và cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định tạm giữ hình sự hào để xử lý theo quy định. Bão Yagi đi qua đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho các tỉnh phía Bắc, gây thiệt hại lớn về hạ tầng giao thông với ước tính lên tới 3.000 tỷ đồng. Các con đường cầu cống và hệ thống giao thông công cộng đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến ngành giao thông phải khẩn trương khôi phục và sửa chữa các cơ quan chức năng đang nỗ lực đẩy mạnh công tác nhằm nhanh chóng phục hồi hoạt động giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân. Yagi là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 70 năm qua, càn quét đất liền Việt Nam, ảnh hưởng đến 26 tỉnh thành phố phía Bắc và Thanh Hóa. Thống kê các cơn bão trong 30 năm qua, Yagi gây thiệt hại về người đứng thứ ba chỉ sau Linda năm 1997 và Frankie năm 1996. Còn bộ kế hoạch đầu tư tạm tính đến ngày 21 tháng 9, thiệt hại kinh tế do cơn bão này gây ra ước tính 61.000 tỷ đồng tương đương 65% tổng mức đầu tư của tuyến đường vành đai 4 đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Bên cạnh thiệt hại về người, thì Yagi cũng tàn phá nặng nề hệ thống hạ tầng giao thông. Núi lở, đá trôi, vùi lấp 4.177 vị trí, làm nhiều tuyến giao thông tê liệt. Hơn 700 cảng bến thủy không đảm bảo an toàn buộc phải dừng hoạt động. Hàng trăm điểm sạt lở buộc phải hủy hàng chục chuyến tàu hỏa. Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bão số 3 gây ra thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía Bắc, trong đó có 4.177 vị trí đoạn đường bị thiệt hại và ảnh hưởng, với 3.924 vị trí bị thiệt hại do sạt lở đất, sụt nền đường, đất đường và hư hỏng cầu cống. 253 vị trí mặt đường bị ngập nước, hàng trăm biển báo hiệu đường bộ bị gãy, đổ và nhiều hư hại khác cần được sửa chữa và thay thế. Ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, thống kê ban đầu cho thấy bão Jagi Ghi có trên 30 vị trí sạt lở, đất lấp đường sắt, trên 40 vị trí ngập nước, trôi nền đường, nền đá hàng trăm vị trí cây đổ vào đường sắt, đường dây thông tin tín hiệu đường sắt, nhiều máy móc thiết bị thông tin tín hiệu đường sắt bị hư hỏng do ngập nước. 22 chuyến tàu hàng và 54 chuyến tàu khách trên các tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Hà Nội Vinh, Yên Viên Lào Cai, Gia Lâm Hải Phòng đã phải hủy, ước tính thiệt hại 28 tỷ đồng. Ông Trần Thiện Cảnh thông tin, kinh phí khắc phục dự kiến trên 130 tỷ đồng. Trong suốt đợt báo Bộ Giao thông Vận tải đã liên tục ban hành công điện và duy trì chế độ ứng trực 24 trên 24 giờ với phương châm 4 tại chỗ. Bộ chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tập trung phương tiện, vật tư và nhân lực để đảm bảo an toàn giao thông và khắc phục hậu quả mưa lũ nhanh chóng. Đặc biệt, các tuyến đường phục vụ cứu hộ, kết nối vùng dân cư bị cô lập được ưu tiên thông tuyến sớm nhất. Khu quản lý đường bộ 1 phụ trách nhiều tuyến đường quốc lộ phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão Jagi trong đó làng Nù, Bảo Yên, Lào Cai bị lũ cuốn, khiến các tuyến đường vào làng sạt lở và ách tắc, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Khu quản lý đường bộ 1 cho biết các tuyến quốc lộ đã thông xe hoàn toàn, nhưng công tác sửa chữa và khôi phục hạ tầng giao thông vẫn cần thời gian và kinh phí. Bộ Giao thông Vận tải ước tính cần 3.000 tỷ đồng cho việc này và đã kiến nghị chính phủ cấp bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương. Bộ cũng đề nghị các địa phương phối hợp hỗ trợ bố trí khu vực đổ đất đá sụt trượt tạo điều kiện thuận lợi cho việc khắc phục cũng như hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi cần mở rộng đường để đảm bảo an toàn. Ngày 24 tháng 9, cơ quan chức năng huyện Cư Cuin, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nam học sinh tử vong trên quốc lộ 27 đoạn qua huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Vào khoảng 15 giờ 25 phút chiều 24 tháng 9, MVMT, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Yrút, huyện Cư Kuin cùng một bạn học cố gắng đi bộ băng qua quốc lộ 27 thuộc đoạn km 16 570. Cổng trường trung học phổ thông địa phận xã Ea Bờ Hốc, huyện Cư Cư In. Khi đi đến giữa đường, hai em gặp nhiều phương tiện qua lại liên tục nên không thể băng qua. Lúc này, xe tải do tài xế Đinh Quang Hát, 25 tuổi, trú tỉnh Con Tôm điều khiển lưu thông, hướng huyện Cư Cư In đi thành phố Bù Ma Thuộc chạy tới tông trúng MT, hậu quả cú tông mạnh khiến MT tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng phần đầu, thi thể MT nằm bên cạnh. Một camera của người dân đã ghi lại cảnh xe tải tông MT cho thấy nam sinh đi đến giữa đường nhưng thấy có nhiều xe cộ qua lại nên quay ngược vào và gặp nạn. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn hòa tốc đề nghị Công an thành phố Hà Nội Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm, bảo vệ quyền lợi cho người lao động liên quan đến công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Educa Việt Nam, công ty Educa Việt Nam. Sự việc xảy ra vào đêm 22 tháng 9 khi hơn 200 lao động bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài trong lúc làm thủ tục bay sang Hàn Quốc làm việc theo thỏa thuận với công ty Educa Việt Nam. Theo văn bản mà công ty Educa Việt Nam thông báo đến người lao động, lịch xuất cảnh là 23 giờ 10 phút ngày 22 tháng 9 năm 2024, chủ nhật Tuy nhiên, khi người lao động tập trung theo lịch hẹn thì bất ngờ nhận được thông báo từ phía công ty hoãn lịch xuất cảnh. Điều này khiến hàng trăm người lao động hoang mang, lo lắng và bức xúc vì số tiền mỗi người đã đóng cho công ty Educa Việt Nam là rất lớn, khoảng 13.000 đô la Mỹ, tương đương gần 300 triệu đồng. Ngày 24 tháng 9, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh Xã hội Phạm Viết Hương ký văn bản khẳng định Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Educa Việt Nam không được Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Văn bản nhấn mạnh, đây là vụ việc lớn, phức tạp liên quan đến số lượng lớn người lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lừa đảo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Để kịp thời xử lý vụ việc và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đề nghị Công an thành phố Hà Nội, Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng trong ngày 24 tháng 9, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước phát đi cảnh báo đến người lao động về tình trạng nhiều tổ chức cá nhân có dấu hiệu lừa đảo đưa lao động thời vụ sang Hàn Quốc làm việc trái phép thời gian vừa qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo, khuyên cáo tới người lao động vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng đối tượng môi giới thông tin lừa đảo người lao động có nhu cầu đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc theo diện visa E8. Cục quản lý lao động ngoài nước khẳng định đây là chương trình hợp tác trực tiếp giữa địa phương của Việt Nam với địa phương của Hàn Quốc trên cơ sở bản thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa địa phương hai nước để tuyển chọn đưa người lao động cư trú tại địa phương sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình này. Đến nay, 17 địa phương gồm Đà Nẵng, Đồng Tháp, Thái Bình, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Cà Mau, Quảng Bình, Hậu Giang, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Nam Định, Đắk Lắc, Yên Bái, Lâm Đồng, Bạc Liêu và Phú Yên đã ký thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc để đưa lao động thời vụ đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E8. Tại các địa phương triển khai chương trình này, việc tuyển chọn làm hồ sơ, thủ tục và đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc do cơ quan chức năng của địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện. Để tránh bị lừa đảo, Cục Quản lý Lao động ngoài nước khuyên cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình lao động thời vụ Visa E8 chỉ liên hệ trực tiếp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương nơi cư trú để tìm hiểu cụ thể thông tin liên quan. Tuyệt đối không nghe theo các thông tin quảng cáo không chính thống và không liên hệ với các tổ chức cá nhân trung gian môi giới. Tối 24 tháng 9, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thực hiện quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt giam ông Phạm Thành Công, chánh văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đêm 24 tháng 9, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà ông Công trên đường Lý Nam Đế, phường 8, thành phố Đà Lạt. Thông tin ban đầu, một người dân ở huyện Đức Trọng có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên nhờ ông Công giúp đỡ. Người dân này đã hai lần chuyển một tỷ đồng cho ông Công để nhờ công việc. Thế nhưng ông Công đã không giúp đỡ được, nhưng cũng không trả lại tiền cho người này. Đến tháng 9 năm 2024, người dân này đã mang giấy tờ và file ghi âm tố ông Công tại buổi tiếp công dân định kỳ của quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, Nguyễn Thái Học. Vụ việc sau đó được chuyển công an điều tra. Đến nay, công an Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Công để tiếp tục điều tra vụ việc. Bởi đây... Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành chỉ thị 35 CTTTG về xử lý cán bộ, công chức viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm. Trong đó yêu cầu tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát, gồm cả giám sát từ nhân dân về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương khi tham gia giao thông đối với cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang. Theo Bộ Công an, trong năm 2023 và quý 1 năm 2024, hơn 7.600 cán bộ đảng viên đã bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn. Nhiều trường hợp vi phạm không chỉ thiếu chuẩn mực mà còn gây tai nạn giao thông, bỏ trốn khỏi hiện trường, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công chức và gây bất bình trong nhân dân. Để đối phó với tình trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk đã thiết lập nhiều chốt kiểm tra an toàn giao thông. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó không ít là cán bộ công chức. Trung tá Nguyễn Trọng Hĩa, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, họ sẽ gửi văn bản thông báo đến tổ chức đảng và cơ quan chủ quản của những cán bộ vi phạm để xử lý theo quy định. Ở tỉnh Lạng Sơn, chỉ trong 2 tháng cuối năm ngoái, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện gần 2.500 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Đáng chú ý có 70 trường hợp là viên chức, cán bộ vi phạm nồng độ cồn. Thậm chí có những trường hợp hiện đang công tác tại lực lượng quân đội, công an cũng vi phạm. Liên quan tới vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng cho rằng, hơn bao giờ hết, các cán bộ đảng viên công chức viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định về nồng độ cồn trong giao thông. Hơn nữa, thành phố cũng yêu cầu các cấp, các ngành xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ công chức viên chức vi phạm. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng, vai trò giám sát của nhân dân trong đời sống xã hội nói chung và lĩnh vực giao thông mà cụ thể là quy định về nồng độ cồn nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông qua giám sát kịp thời phát hiện những thiếu sót của các cán bộ, viên chức công chức, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và củng cố niềm tin của người dân vào bộ máy nhà nước. Theo các quy định hiện hành, người dân có quyền giám sát việc chấp hành quy định của các lực lượng chức năng như quy định trong thông tư 67 của Bộ Công an. Tuy nhiên, trong những năm qua, sự tham gia của người dân vào giám sát, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và quy định về nồng độ cồn vẫn còn hạn chế nhiều người e ngại giám sát cán bộ đảng viên và có sự nhầm lẫn giữa giám sát và kiểm tra gây cản trở cho lực lượng chức năng để phát huy vai trò giám sát của nhân dân các cơ quan chức năng cần xây dựng kế hoạch cụ thể hướng dẫn chi tiết để người dân có thể tham gia hiệu quả đồng thời những người được giám sát cũng cần có báo cáo tự đánh giá về việc chấp hành quy định pháp luật đặc biệt là liên quan đến nồng độ cồn Thưa quý vị, đã hơn 10 ngày sau khi nước sông Cà Lộ và sông Cầu dâng nhanh gây ngập lụt nặng tại một số xã của huyện Sóc Sơn. Tại hai thôn An Lạc, Hòa Bình, xã Trung Giã, những cánh đồng lúa sắp đến ngày thu hoạch trở thành bãi bùn đất sền lầy không thể vất vát. Nông dân rơi vào cảnh vụ mùa trắng tay. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Trung Giả, trên địa bàn xã có 230 ha ruộng lúa bị đổ và ngập úng nước, trong đó thiệt hại nặng nề nhất là diện tích lúa tại thôn An Lạc là 109,36 ha, thôn Hòa Bình là 30 ha. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Giả Khổng Văn Hoàng cho biết, đa phần diện tích lúa trên địa bàn xã ngập hơn 10 ngày nên bị úng, không thể cứu được. Sau hơn 10 ngày chìm trong nước, ngập cánh đồng lúa thôn An Lạc, xã Trung Giả, huyện Sóc Sơn trở thành cánh đồng buông lầy với những cây lúa thối rữa. Khó có thể nhận ra đồng lúa sắp đến ngày gặt của nông dân trước lũ này trở nên xám xịt bốc mùi hôi thối. Những thân lúa chuyển màu nâu xám, thối rữa, đầy bùn và nước. Lúa thối ngập trong bụng lũ, nông dân đau xót khi mất trắng đúng vào thời điểm bắt đầu vào vụ gặt cây lúa bị úng cùng với các loài sinh vật trong ruộng bị phân hủy khiến cánh đồng bốc mùi thối rữa. Chị Trần Thị Lộc, 45 tuổi, ở thôn An Lạc cho biết, từ bé đến giờ chưa bao giờ chứng kiến trận lụt nào lớn như vậy. Ra đồng giờ tàn hoàng hết, chỉ có mùi thối của cây lúa úng. Chị Lộc buồn bã chia sẻ, toàn bộ bốn xào lúa của gia đình bị ngập thối hết, thiệt hại khoảng 10 triệu đồng ra đồng thu dọn vệ sinh trang trại ngoài cánh đồng sau khi nước lũ rút. Bà Nguyễn Thị Thủy, thôn An Lạc cho biết, nước lũ lên nhanh, gia đình chỉ kịp chạy được một ít ngang gà, còn khoảng gần một tấn cá dưới ao bị trôi mất hết, tính cả diện tích lúa khoảng 6 sao, số bộ thiệt hại cũng khoảng 60 triệu đồng. Khu trang trại của bà Lộc ngoài cánh đồng tan hoang sau khi nước rút, lãnh đạo xã Trung Giả cho biết để hỗ trợ nông dân sớm ổn định sản xuất, chuẩn bị vào vụ mùa mới, hiện người ban nhân dân xã phối hợp với hội phụ nữ huyện Sóc Sơn hướng dẫn nông dân rắc bột bio khử khuẩn vệ sinh môi trường trên các cánh đồng. Những người nông dân thất bát sau vụ lục lịch sử rất mong muốn được chính quyền hỗ trợ một phần kinh phí để vượt qua khó khăn. Thưa quý vị, chiều ngày 24 tháng 9, tại Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã diễn ra phiên xét xử một vụ án mua bán dâm. Khác với nhiều vụ án trước và cũng thật đau lòng khi biết rằng một trong hai kẻ ngồi trước bục xét xử lại là mẹ ruột của nạn nhân. Người xưa vẫn có câu hội giữ không ăn thịt con, thế nhưng đối tượng Nguyễn Thị Kiều Nhanh lại nhân tâm giao bán cái ngàn vàng của đứa con gái hãy còn bé bỏng, thậm chí còn mang sự khốn khó của bản thân ra làm lý do ép con gái ngủ với kẻ đáng tuổi cha mình. Chiều 24 tháng 9, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh xét xử hai bị cáo Trần Quốc Dũng, 55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, với bị cáo Nguyễn Thị Kiều Nhanh, 45 tuổi, quê Hậu Giang, về hai tội danh. Phiên tòa được xét xử kín do thẩm phán Mai Thị Thu Dung làm chủ tọa, giữ quyền công tố tại tòa là kiểm soát viên Võ Thị Thu Thủy. Theo hồ sơ, bà Nhanh và ông Dũng quen biết nhau từ trước. Khoảng tháng 4 năm 2023, biết bà nhanh chăm sóc con gái là cháu NKPU sinh năm 2009 bị bệnh tiểu đường mãn tính tại bệnh viện Nhi Độc 2, phường Bến Nghé, quận 1 nên Dũng đến thăm và cho tiền. Nói chuyện với bà nhanh, ông Dũng kể về việc buôn bán gặp khó khăn thì bà này gợi ý việc quan hệ với con gái còn trinh sẽ giúp may mắn hơn. Người mẹ này thậm chí còn gợi ý bán lần đầu của con gái cho Dũng để lấy tiền. Sau đó bà Nhanh đưa con gái về Hậu Giang gọi điện thoại xin Dũng 100 triệu đồng để mua đất. Kết quả xác định cả bà Nhanh và ông Dũng đều hiểu là mua giá lần đầu cho U. Nhưng người đàn ông này không đủ tiền. Vài ngày sau, bà Nhanh gọi lại xin 60 triệu đồng thì ông Dũng đồng ý. Xong trả giá xuống 30 triệu đồng, bà Nhanh chấp nhận. Theo hồ sơ vụ án, sau khi ngã giá xong, Nhanh nói với con gái việc Dũng quan hệ thì sẽ có tiền chữa bệnh, nên cháu đồng ý trong các ngày 16 tháng 8 đến 8 tháng 12 năm 2023, nhanh đã hai lần đưa con từ hậu sang lên thành phố Hồ Chí Minh để quan hệ với dũng tại một khách sạn ở trên đường Cù Lao, phường 2, quận Phú nhuận. đến đầu năm 2024, cháu u kể lại sự việc cho cha đã ly hôn với bà nhanh nên ông này trình báo công an. tại cơ quan điều tra, nhanh và dũng khai nhận hành vi phạm tội. dũng cho biết ngoài hai lần trực tiếp đưa cháu bé 18 triệu đồng tại khách sạn, thì nhanh nhiều lần gọi điện xin tiền làm vốn buôn bán và lo sinh hoạt nên ngầm hiểu là đòi tiền mua trình tiết còn thiếu. Dũng đã chuyển khoản cho nhanh tổng cộng 25,3 triệu đồng. Còn nhanh khai, ngoài tiền hỗ trợ mua vé xe, chỉ nhận được 18 triệu đồng Dũng đưa và đã tiêu xài hết. Theo lời kể của M, 45 tuổi, cha ruột của nạn nhân cho biết, 4 năm trước, anh và mẹ bé sống chung như vợ chồng, nhưng sau đó đường ai nơi đi. Sau đó bà nhanh giành được quyền nuôi dưỡng cả hai con gái. Khoảng thời gian đầu anh có chu cấp tiền để phụ nuôi con cái, nhưng vì phát hiện vợ cũ sống chung với người đàn ông khác, anh quyết định dừng chu cấp và tìm cách đòi lại con nhưng bất thành. Thời điểm được đón con về chơi, trong lúc nói chuyện với một người bạn của bố thì bé U đã tâm sự và kể lại việc mình bị mẹ ép bán đi cái ngàn vàng. Ngay sau đó anh mở đã báo công an. Bà Nhanh và đối tượng Dũng bị bắt giữ ngay sau đó, còn bé U được đưa về cho cha ruột nuôi dưỡng. Chiều 24 tháng 9, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Dũng, 55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, 9,5 năm tù, còn bị cáo Nguyễn Thị Kiều Nhanh, 47 tuổi, quê Hậu Giang, 8,5 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến đạo đức xã hội, nhân phẩm con người, thể hiện sự coi thường pháp luật nên cần có mức án nghiêm nhằm dân đe, Xong, tòa ghi nhận các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên tuyên mức án trên. Ngoài ra, buộc bị cáo Trần Quốc Dũng bồi thường cho bị hại số tiền hơn 240 triệu đồng. Sau khi hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Nguyễn Thị Kiều Nhanh òa khóc nước nở, mong tòa giảm nhẹ hình phạt. Thế nhưng sự hối hận của người mẹ không đáng làm mẹ này đã quá muộn màng. Thưa quý vị, theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị này đã truy bắt thành công nhóm thanh niên gây án mạng khiến cho một người đàn ông tại xã Iakui, huyện Chupang, tử vong. Nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm người này và con trai của nạn nhân. Ngày 24 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt tạm giam 5 đối tượng Đinh Ngư, sinh năm 2009, A à Vương, sinh năm 2003, Đinh Hoa sinh năm 2007 và Đinh Cơ sinh năm 2006, Đinh Lắc sinh năm 2002 cùng chú tại làng Thờ Vơ, xã Ia Khơi, huyện Chư Păng để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 9, trong khi đang uống rượu tại nhà của một người dân trong làng, nhớ lại chuyện bị Đinh Tuân chửi mới, cơn bực tức trong người của Đinh Ngư nổi lên sau khi uống rượu, người đã rủ thêm các đối tượng trên đi trả thù. các đối tượng mang theo hai vỏ chai bia, một con dao dựa và hai khúc gậy gỗ đến nhà tuân. tại đây, Ngư và vương cầm theo vỏ chai bia và vào nhà gọi tuân ra hỏi chuyện. thấy con bị uy hiếp, ông ai năm hai tuổi bố của tuân cầm cánh cây ra xua đuổi và cua trúng vỏ chai bia mà vương đang cầm, khiến mảnh vỡ găm vào ngực của vương. thấy bạn bị thương Hoa và Khu đã dùng gậy gỗ tấn công vào người ông a khiến cho ông này ngục tại chỗ. Sau đó các đối tượng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Do vết thương nặng, ông a tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, công an huyện Trực Bằng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cho công an tỉnh Sa Lai triển khai lực lượng truy bắt nhóm đối tượng. Đến trưa 21 tháng 9, các đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, Khuya ngày 24 tháng 9, một nam sinh đang đứng ở trên đường dây xe lửa thì bị tàu chạy tới hút văng gây tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 9, đoàn tàu số hiệu SNT4 chạy hướng Sài Gòn, Nha Trang. Khi vừa đi tới đoạn giao với quốc lộ 13 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thì đâm trúng một nam thanh niên mang ba lô đứng trên đường dây. Và chạm làm cho người này văng qua một bên, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, đoàn tàu dừng lại vài phút để trình báo cơ quan chức năng rồi tiếp tục hành trình. Nhận tin báo công an thành phố Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường. Trong người nạn nhân có giấy tờ mang tên TCSS, 22 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, là sinh viên năm cuối một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Người nhà của nạn nhân có mặt tại hiện trường cho hay, S là sinh viên năm cuối, buổi chiều cùng ngày S có nhắn tin xin người nhà đi chơi, đến khuya thì người nhà nhận hung tin trên. Tới 11 giờ, hiện trường được khám nghiệm xong, nạn nhân được chuyển về bệnh viện chờ gia đình đến nhận về. Trước đây một tuần, trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến cho nhiều người thương vong. Theo Bản An toàn Giao thông tỉnh Bình Thuận, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2024, trên tuyến đường được mệnh danh là cao tốc tử thần đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người tử vong, 5 người bị thương. Vụ tai nạn gần nhất xảy ra vào sáng 24 tháng 9 tại km 227-800 trên cao tốc Vĩnh hào Phan Thiết, đoàn qua xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Xe khách Thuận Thảo mang biển số 78B003 chạy theo hướng Bắc Nam đã tông vào đuôi xe container mang biển số 15C147. Vụ tai nạn là một người thiệt mạng, 12 người bị thương, xe khách bị hư hỏng nặng. Trước đó năm ngày, cũng trên tuyến cao tốc này, xe khách xương Nam Hồng Sơn, tỉnh Phú Yên đã bị hỏng động cơ. Đang dừng thì bị xe khách Dương Nam khác chạy cung chiều từ phía sau đâm lên đuôi xe. Vụ tai nạn làm hai người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương. Theo bản an toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, trong 9 tháng đầu năm 2024, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm cho 7 người tử vong, 5 người bị thương, trung bình hơn 1 vụ trên 1 tháng. Trong cùng thời gian trên, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây chỉ xảy ra hai vụ tai nạn, là một người thiệt mạng. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai công trình là tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết không có làn dừng khẩn cấp như cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Theo đại diện chủ đầu tư, cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết có khoảng cách giữa các làn theo quy chuẩn được thiết kế, phê duyệt. Dự án đang khai thác ở giai đoạn phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 1 với vận tốc tối đa 90 km/h. Tuy nhiên, một số tài xế chủ quan thường đi với tốc độ vượt cho phép và các vụ tai nạn thường xảy ra là vào ban đêm, đa số xuất phát từ lỗi chủ quan của lái xe. Cũng theo đại diện của chủ đầu tư, trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, trung bình 4 đến 5 km có bố trí một điểm dừng khẩn cấp, tổng cộng là 40 vị trí. Trước khi tình trạng xảy ra tai nạn liên tục, chủ đầu tư đã có làm việc với đơn vị khai thác tuyến cao tốc này và cục cảnh sát giao thông C08 Bộ Công an nhằm tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử phạt các lái xe vi phạm lái xe chạy xe khách tuyến cố định từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Lê Thắng, quê ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, do cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết chỉ có hai làn mỗi hướng và không có làn dừng khẩn cấp, hai bên lại có con luân cứng và làn can nên lái xe cảm thấy bí bách khi tham gia giao thông, ức ừ chế nhất là phía trước có phương tiện tại trọng lớn, xe đầu kéo container vì những phương tiện này thường di chuyển chậm hoặc hai xe đi song song khi ấy các ô tô phía sau buộc phải nối đuôi bỏ theo. Lái xe thiếu kiên nhẫn nên đã vượt lên, vượt ẩu, không giữ đúng khoảng cách an toàn thì rất dễ gây tai nạn. Mới đây, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Thuận đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, khắc phục những bất cập trên hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Sâu Xây, sớm đưa vào hoạt động hệ thống đèn chiếu sáng tại các nút giao. Đồng thời để nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ, dự án xây dựng hệ thống camera giám sát giao thông, đặc biệt là triển khai đầu tư làn dừng khẩn cấp liên tục dọc hai tuyến cao tốc. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, cả nước hiện có gần 500 km cao tốc có quy mô 4 làn xe hạn chế, tương tự như cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Điểm chung của các cao tốc này là bề rộng ở nền đường chỉ đạt 17m, mỗi chiều chỉ có hai làn xe chạy, không có làn dừng khẩn cấp liền mạch. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, việc đưa các tuyến cao tốc vào khai thác đã phát huy hiệu quả về kinh tế xã hội. Tuy nhiên, do nguồn lực nhà nước còn khó khăn, nhiều tuyến phải phân kỳ với bề rộng nên đường hạn chế, giảm hiệu quả thông hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, theo Bộ Giao thông Vận tải, việc chưa thu phí là lý do khiến cho nhiều tuyến cao tốc trên trở nên đông đúc và phát sinh tai nạn, sự cố. Trước mắt, Bộ ủng hộ ưu tiên mở rộng một số tuyến đường như Cao bộ Mai Sơn, Trung Lương Mỹ Thuận, các đoạn chỉ có hai làn xe như cam lộ la sơn hòa liên với các tuyến cao tốc còn lại thì bộ giao thông vận tải kỳ vọng việc áp dụng thu phí sẽ khiến cho lưu lượng phương tiện chuyển sang một số làn đường quốc lộ song hành từ đó sẽ làm giảm nguy cơ gây tai nạn giao thông trên cao tốc Thưa quý vị, thời gian qua đã có nhiều sự việc thầy cô giáo có hành động không chuẩn mực trong môi trường sư phạm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần học sinh. Mới đây, sự việc tương tự xảy ra tại trường tiểu học Quang Trung, Đắk Lắk. Một thầy giáo đã chút đòn học sinh lớp 3 khiến em này bị tổn thương. Nắm được sự việc, trường phòng giáo dục và đào tạo huyện Cư Mờ Ga cho biết đang tiến hành các bước xử lý nam giáo viên để làm rõ hành vi này. Trước đó, ngày 24 tháng 9, ông Trịnh Võ Danh, phụ huynh em Trịnh Vĩnh Ca, hiện đang là học sinh lớp 3B, trường tiểu học Quang Trung, huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk, phản ánh cháu Ca đi học về có biểu hiện mệt mỏi và nói đau nhức. Ông danh gặng hỏi thì cháu kể bị thầy giáo dạy môn tiếng Anh chút đòn khi đang can ngăn hai bạn trong lớp gây gổ với nhau. Ông danh cho biết thêm cháu Ca được giao nhiệm vụ quản lớp và thầy giáo có hành vi gây thương tích cho cháu tên là Minh. Sau khi cháu Ca về nhà kể lại sự việc, gia đình đã đưa cháu đến trung tâm y tế huyện Cư Mờ Ga để kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, bác sĩ trần đoán cháu bị chấn thương phần mềm. Cháu bé hiện vẫn còn hoảng sợ mỗi khi nhắc đến thầy Minh. Qua nắm thông tin sự việc, ông Nguyễn Tự Do, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Cư Mờ Ga cho biết, sáng ngày 25 tháng 9, lãnh đạo phòng đã trực tiếp đến trường vào lớp để chấn an và động viên các cháu. Hiện tinh thần cháu đã ổn định và đi học bình thường. Về phía thầy Minh, qua trao đổi, thầy giáo này cho biết, trong tiết học, em ca có hành vi lấy thước chút đòn bạn. Khi thấy sự việc trên, thầy Minh tạm dừng tiết dạy và dùng thước nhựa dẻo đánh vào phần bả vai của ca mà không dọ hỏi nguyên nhân. Sau đó thầy mới hỏi lý do vì sao lại đánh bạn trong giờ học thì được biết ca là tổ trưởng, được cô chủ nhiệm phân công theo dõi, ghi chép và báo cáo những bạn vi phạm nội quy trong tuần vào tiết sinh hoạt lớp. Sau sự việc ca vẫn tham gia học hết tiết 4 và xung phong lên bảng làm bài bình thường. Tan học về đến cổng nhà, ca khóc và nói với gia đình việc bị thầy tác động vật lý trong tiết học tiếng Anh. Phụ huynh kiểm tra trên vai thấy có vết thước nên rất bức xúc và lo lắng. Ông danh kể Tôi đã cho cháu đi học lại vì buổi sáng không có môn tiếng Anh của thầy Minh. Phía gia đình cũng đã báo cáo vụ việc cho chủ nhiệm và hiệu trưởng nhà trường. Gia đình mong cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý theo quy định để con tôi yên tâm học tập. Hiện thầy Minh đã thừa nhận sai khi có hành động không đúng với học sinh và mong gia đình cho bé tha lỗi để thầy rút kinh nghiệm. Lãnh đạo nhà trường cùng các đoàn thể, giáo viên và thầy Minh cũng đã đến nhà học sinh ca để xin lỗi em cùng gia đình. Đơn vị sẽ phối hợp để xử lý sự việc theo quy định, để những sự việc tương tự không xảy ra. Ngày 25 tháng 9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của đơn vị này vừa triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ đối tượng cầm đầu Đỗ Hoàng Hiệp, tức Hiệp Máu và Nguyễn Hải Long, tức long tròn. Khám xét chỗ ở của hai đối tượng, công an thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, nước vui và 75 viên đạn. Theo đó, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá chuyên án tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng, đường dây do Đỗ Hoàng Hiệp, tức Hiệp Máu, sinh năm 1989 cầm đầu. Đỗ Hoàng Hiệp là đối tượng hình sự giang hồ cộm cán, đã có một tiền án về tội giết người. Ngoài hiệp máu, cơ quan công an còn bắt giữ thêm 7 bị can, gồm Lê Quang Hoàn, tức Hoàn Gấu, 31 tuổi, Phạm Thị Yến, 26 tuổi, Nguyễn Thị Lan Hương, tức Hương Mạch, 38 tuổi, Nguyễn Hải Long, tức Long Tròn, Long Máy Chém, 55 tuổi, Đặng Mỹ Vân, 29 tuổi, Nguyễn Anh Duy, 28 tuổi, Phạm Bá Đại, 30 tuổi. Đáng chú ý, trong số các đối tượng trên, Long Tròn là đối tượng hình sự cộ cán trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã có 7 tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tàng trữ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nổi lên một nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp hoạt động liên tỉnh. Chỉ sau một thời gian ngắn tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa, Công an phường Đông Sơn bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Yến đang tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 1,882 gam ma túy. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng công an đã bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng, Đỗ Hoàng Hiệp và Nguyễn Hải Long, qua đó đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, nước vui và 75 viên đạn quá trình điều tra bước đầu xác định đây là đường dây tàng trữ mua bán vận chuyển tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức tính chất phức tạp phạm vi hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng hình sự cộng cán trong đó hiệp là cầm đầu chỉ đạo phạm thị yến liên hệ móc nối và giao dịch mua bán các loại ma túy tổng hợp như ketamin thuốc lắc Nước vui với đối tượng Đặng Mỹ Vân ở Hà Nội, sau đó đưa về Thanh Hóa để tiêu thụ và cung cấp ma túy cho các nhóm đối tượng của hiệp máu, hoàn gấu để sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 8 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra mở rộng. Mới đây, nam sinh Đinh Tiến Minh không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao rồi tông trúng một cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Dương. Với hành vi này, nam sinh đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, trưa ngày 25 tháng 9, thông tin từ Công an thành phố Hải Dương cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự Đinh Tiến Minh, sinh năm 2007, là học sinh lớp 12H, trường Trung học phổ thông Thành Đông để điều tra bước đầu xác định tối 24 tháng 9, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự phối hợp với lực lượng 151, công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương thực hiện lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường Thanh Niên, phường Hải Tân, đoạn gần siêu thị Điện Máy HC. Đến vào khoảng 20h50 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Đinh Tiến Minh đi xe máy mang biển số 34B481365 không đội mũ bảo hiểm đi đến với tốc độ cao. Thế vậy ba chiến sĩ trong tổ công tác đứng ở ba vị trí khác nhau đã lần lượt ra tín hiệu dừng xe đối với mình. Tuy nhiên, mình liên tục không chấp hành, mà tăng ga, phóng xe bỏ chạy rồi đâm xe vào thiếu tá Nguyễn Hồng Khu thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự, khiến anh Khu ngã xuống đường. Hậu quả thiếu tá Khu bị gãy xương, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đối tượng Minh bị thương chảy xước. Sau khi xảy ra vụ việc, mình đã bị lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tạm giữ đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra tại cơ quan công an minh khai do không có giấy phép lái xe không đội mũ bảo hiểm sợ bị lực lượng chức năng xử lý nên không chấp hành hiệu lệnh dừng xe bỏ chạy hiện vụ việc đang được công an thành phố hải dương tiếp tục điều tra làm rõ Liên quan đến vụ việc phụ huynh lùi xe bất cẩn tông tử vong một học sinh trong sân trường ở Đắk Lắk gây xôn xao dư luận, mới đây lãnh đạo công an huyện Krông Búc cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lường Văn Nghiêm, 32 tuổi, để điều tra về hành vi vô ý làm chết người. Như đã đưa tin trước đó, khoảng 6 giờ 40 phút ngày 16 tháng 9, ông Nghiêm dùng xe bán tải chở con đi học tại trường phổ thông dân tộc bán chú, tiểu học và trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, xã Ea Sinh. Khi tới trường, do trời mưa nên ông Nghiêm chạy xe vào tận sân trường để đưa con vào lớp học. Sau đó ông Nghiêm lùi xe lại để quay đầu ra về, thì tâm chúng ba em học sinh đang đi bộ phía sau xe. Vụ việc khiến em HNAM, học sinh lớp 2, không may bị xe cán tử vong. Hai học sinh khác ngã ra, bị xây sức nhẹ. Vụ việc thương tâm xảy ra quá đỗi bất ngờ do hoàn cảnh của gia đình em HNAM hết sức khó khăn nên chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân đã chung tay lo hậu sự lý giải về việc xe ô tô chạy trong sân trường ông lưu đức dũng hiệu trưởng nhà trường cho biết dù trời mưa hay trời nắng thì phụ huynh cũng không được chạy xe vào trường tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ việc bảo vệ nhà trường vừa ra phía sau khu tập thể nhà trường bơm nước và phụ huynh đã lái xe vào trường dẫn đến vụ việc thương tâm hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra và làm rõ những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị sự việc một thanh niên ở Gia Lai sống sót sau 9 ngày bị lũ cuốn trôi được xem là một kỳ tích. Chia sẻ về quá trình chống trọi vượt qua những cơn mưa lớn, nước chảy xiết, nam thanh niên này cho biết đã nhịn đói, chịu rét và đôi lúc nghĩ sẽ bỏ mạng lại giữa dòng sông Ayun. Nhưng trong khốn cảnh, nghị lực sống đã giúp anh vượt qua cửa tử, được biết gia đình thanh niên trong diện khó khăn. Cụ thể, sáng 25 tháng 9, anh Phan Minh Thắng, 20 tuổi, chú xã Crang, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết sức khỏe đã tạm ổn sau khi được giải cứu. Thanh niên hốc hác, tiêu tụy này đã trải qua 9 ngày kinh hoàng khi mắc kẹt giữa sông A Duyên trong cơn lũ lớn trong phòng bệnh tại trung tâm y tế huyện mang giang gia lai anh thắng tiêu tụy theo thao ngay cả việc ngồi dậy uống thuốc cũng phải nhờ người thân giúp đỡ vì thân thể quá suy kiệt dù cơ thể suy yếu trông không còn sức sống nhưng ánh mắt của thắng ánh lên niềm vui vì đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách kỳ tích chàng thanh niên khó nhọc kể lại khoảnh khắc gặp nạn và chín ngày cầm cự giữa sự sống và cái chết giữa lòng sông dữ Trưa 16 tháng 9, em đi làm ở quán cà phê ở xã Đắc Ri Răng. Về thì thấy một số người dân câu cá ngoài bãi bồi giữa sông Ayun gần cầu Lơ Thấy vui vui nên đã lội ra bãi bồi ngồi chơi xem câu cá mới đi làm về thấy hơi mệt nên em nằm xuống bãi bồi giữa sông và ngủ quên đến chiều em tỉnh dậy thì thấy nước sông đã lên cao do lũ đổ về lúc này em nhìn về phía bờ thì không còn đi được nữa do nước đục ngầu chảy xiết em không dám vượt sông vào bờ đến tối dòng nước tiếp tục dâng cao lúc này không cầm cự được nữa thế là nước cuốn trôi một đoạn trong đêm tối loạn trọng, em bám được những cành cây giữa dòng. May cái cây lớn, cành nhiều nên em trụ lại đây. Thằng yếu ớt nhớ lại lúc chờ người cứu. Ngày nào em cũng ngóng ra ngoài xem có ai không. Xung quanh hoang vắng và chỉ có nước lũ. Nước chảy mạnh như thác nên kêu gào khàn cao cổ không thấy ai đáp lại. Mấy ngày liên tiếp không có ai. Đói, rét và dầm chân trong nước lạnh suốt mấy ngày. Em sợ lắm, có lúc nghĩ sẽ bỏ mạng nhưng đôi lúc nghĩ cố gắng lên may ra có người cứu thế là cứ vục nước suối và cầm cự May mắn thay, nghị lực của Thắng đã được đắp lại khi chiều ngày 24 tháng 9, có người nghe thấy tiếng kêu cứu, cứu, yếu ớt phát ra từ bụi cây giữa sông Arin. Người này đứng gần đó hỏi thăm, sau đó tức tốc chạy về trình báo công an xã Đắc Tri Rang. Trong khoảng vài chục phút sau, công an xã Đắc Tri Rang tiếp cận khu vực gần nơi thanh niên bị mắc kẹt. Sau đó lực lượng công an, dân quân đã dùng dây thừng cử người bơi qua sông, mang dây và áo phao giải cứu. Khi được đưa vào vị trí an toàn, Thắng chỉ chỉ còn thều thào, ánh mắt vô hồn, thần hình tiều tụy, sức khỏe suy kiệt đến mức chàng thanh niên này không còn đủ sức để nói chuyện. Anh Nguyễn Trung Hiếu, anh rể của Thắng cho biết, Thắng có hoàn cảnh rất đáng thương. Thắng mất mẹ năm 10 tuổi, sau đó bố bỏ đi đâu không rõ đã nhiều năm. Bao năm nay, Thắng thôi thủi một mình, sống cùng với chị họ là vợ anh Hiếu. Mấy năm nay, Thắng đi làm tại quán cà phê trong vùng để kiếm sống, tự nuôi bản thân. Đến chiều tối qua, khi nghe lực lượng chức năng báo tin đã tìm thấy Thắng bị mắc kẹt giữa sông suốt 9 ngày, người thân của em mừng phát khóc. Họ không nghĩ rằng em đã trải qua những ngày sinh tử một mình giữa dòng nước xiết lâu như vậy. Hiện nạn nhân đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ, điều trị triệu chứng và nâng đỡ thể trạng dần dần. Tình hình mưa lũ đang hết sức phức tạp, người dân cần thận trọng khi đi qua những vùng sông nước, nguy cơ nước dâng cao rất dễ xảy ra. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sau 3 ngày mất tích, mới đây, gia đình của ba cháu bé ở Ninh Bình đã vỡ hòa trong niềm vui khi tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cùng Công an huyện Kim Sơn và chính quyền địa phương đã tìm được các cháu trong tình trạng khỏe mạnh. Theo đó, tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với công an huyện Kim Sơn, quần chúng ở xã Kim Tân tiếp tục giả soát kỹ các ngõ ngách dọc tuyến đường nghi vấn nơi ba anh em ruột là các cháu Trần Anh Tú, Trần Thủy Tiên và Trần Anh Tài mất tích. Đến khoảng 9 giờ 45 phút ngày 25 tháng 9, tổ công tác phát hiện tại ngôi nhà hai tầng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1987 và chị Trịnh Thị Hương, sinh năm 1989 có tiếng động lớn trong nhà, bên ngoài khóa cửa. Lập tức, tổ công tác tiếp cận gọi lớn thì nghe thấy có tiếng trẻ con bên trong. Quá trình xác minh nhanh cháu Tú nói vọng ra ngoài. Ngay sau đó ba cháu được đưa ra trong tình trạng an toàn khỏe mạnh. Theo cháu Trần Anh Tú, khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 9, cháu cùng hai em đi ra cổng chơi, thấy nhà bạn Nguyễn Duy Khánh, con trai chị Hương, sinh năm 2013, đang mở cửa nên Tú dẫn hai em vào trong nhà chơi. Lúc này Khánh không có trong nhà vì đã đạp xe sang nhà bà ngoại. Tú dắt hai em lên tầng trên chơi, xem điện thoại do nhà có wifi. Đến buổi trưa cùng ngày, bà Nguyễn Thị Dựa, sinh năm 1962, mẹ chồng chị Hương, nhà ở gần bên sang nhà khóa cửa cho con. Thấy bà Dựa sang, Tú cùng các em trốn lên tầng 2, sau đó ba cháu tiếp tục ở lại đó chơi, tự kiếm đồ ăn nấu cơm và xem điện thoại. Do về nhà sợ bà và bố mắng nên ba cháu vẫn ở nhà cháu Khánh đến khi cơ quan công an phát hiện. Được các đồng chí công an giao lại con, anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1985, ôm chặt các con vào lòng, nở nụ cười tươi trong niềm hạnh phúc thay mặt gia đình anh Tuấn gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, cán bộ phòng cảnh sát hình sự Công an huyện Kim Sơn và chính quyền địa phương đã hỗ trợ tìm các cháu. Như trước đó đưa tin, ngày 22 tháng 9, anh Tuấn đến Công an xã Kim Tân để trình báo về việc bà con của anh bị mất tích. Cả ba cháu đi khỏi nhà từ khoảng 9 giờ cùng ngày chưa về, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Sơn, Công an xã Kim Tân và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hơn 100 người tham gia tìm kiếm. Trong đó đã tập trung tìm kiếm tại các khu vực ao hồ mương sông ngòi gần gia đình. Được biết ba cháu nhỏ đều đang học các trường học trên địa bàn xã Kim Tân. Hai vợ chồng anh Tuấn đã ly hôn từ lâu, các cháu ở với bố và ông bà nội. Buổi trưa khi đến giờ ăn cơm không thấy các con, anh Tuấn hốt hoảng tìm kiếm nhưng không thấy, may mắn thay, nay ba cháu đã trở về an toàn. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, công an phường Vĩnh Tân nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một cháu bé được đặt trong thùng xốp thải trôi sông nên đã lập tức cứu vớt cháu bé lên bờ. Qua tìm hiểu được biết, do gia đình khó khăn mà cháu bé khi mới sinh được chẩn đoán mắc nhiều bệnh nặng nên người mẹ đã nghĩ quẩn dẫn tới hành động dại dột. Liên quan đến vụ việc, ngày 25 tháng 9, lãnh đạo phường Vinh Tân, thành phố Vinh Nghệ An cho biết cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An theo hình thức miễn phí. Riêng người mẹ và bà ngoại sau khi làm việc với công an đã được cho về để chăm sóc con. Qua xác minh ban đầu cho thấy, người mẹ có hành vi bỏ con trong thùng xốp rồi thả trôi sông là chị P, chú tại Hưng Nguyên Nghệ An, cháu bé là con trai mới sinh 4 ngày tuổi. Làm việc với cơ quan công an, chị P khai do hoàn cảnh khó khăn, sau khi sinh con ra được chẩn đoán mắc nhiều bệnh nền, bệnh nặng và nhận thấy khó có khả năng nuôi con, nên chiều ngày 24 tháng 9, chị P đã xin cho con ra viện. Khoảng 16 giờ cùng ngày, P chở bà ngoại bế theo cháu đi ra chợ Vinh, mua một thùng xốp rồi đi về phía sông Vinh. Khi đến khu vực Mại sông, cách cầu Tùng Binh khoảng 20 mét. P nói mẹ ngồi trên xe, còn P mang theo con và thùng xốp xuống mép sông. Tại đây, P đặt con vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông. Lúc này một người dân chèo thuyền trên sông phát hiện nên đã đi đến cứu vớt cháu bé lên bờ. Lãnh đạo phường Vinh Tân cho biết, người mẹ khai nhà thuộc diện khó khăn, con bệnh tật, lo không nuôi được nên nghĩ quần. Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Qua thăm khám ban đầu cho thấy, cháu bé nặng khoảng 2,3 kg, bị bệnh vàng da kiểm tra bên ngoài không có biểu hiện tổn thương ngoài da, các chức năng sống bình thường. Sau khi làm việc với cơ quan công an, P và con đã được đưa đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị. Hiện công an phường Vinh Tân đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Thưa quý vị, liên quan đến vụ trọng án sát hại phi tang á khôi trẻ tuổi xuống sông Hồng từng gây rúng động dư luận vào khoảng tháng 10 năm 2023. Ngày 25 tháng 9, theo dự kiến, phiên xét xử sơ thẩm đối tượng Tạ Duy Khanh sẽ được diễn ra. Tuy nhiên do sự vắng mặt của đại diện bị hại nên phiên tòa tạm hoãn. Trước đó theo lời khai của Khanh, đối tượng không hề có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân như đồn đoán. Nguyên nhân khiến Khanh ra tay với cô gái trẻ là vì món nợ đã đòi nhiều năm nhưng bất thành. Ngày 25 tháng 9, tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Tạ Duy Khanh, 39 tuổi về tội giết người cướp tài sản. Buổi sáng cùng ngày, lực lượng dẫn giải đưa bị cáo vào phòng xử án. Khanh nhìn ra hơn nhiều so với ảnh trên mạng xã hội. Trong khi chờ hội đồng xét xử vào làm việc, có vợ của Khanh tới. Khanh ngoái lại phía sau phân bua với vợ, không có tình cảm trai gái với cô gái xấu xố trong vụ án. Đến 9 giờ 10 phút, chủ tọa cho hay, đại diện bị hại vắng mặt. Đây là vụ án nghiêm trọng nên cần có sự có mặt của họ. Do đó, tòa hoãn đến sáng 30 tháng 9 tới. Theo cáo trạng, Đầu năm 2021, Khanh làm dịch vụ môi giới, giới thiệu các nhân viên nữ ngồi tiếp rượu với khách tại địa bàn thành phố Hà Nội. Qua công việc, Khanh quen biết nạn nhân và được cô gái này giới thiệu sinh năm 2000, thực tế cô gái này sinh năm 2006. Quá trình quen biết, Khanh nhiều lần môi giới, giới thiệu cho người này đi tiếp rượu với khách hàng với giá 2 triệu đồng một lần, 4 tiếng và bị cáo được hưởng tiền 25% số tiền khách trả cho cô gái này khoảng tháng 4 năm 2022, Khanh cho nạn nhân vay 60 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng một triệu một ngày, tương đương 73% một năm. Tính đến cuối năm 2022, chị này trả cho bị cáo tổng cộng 5 triệu đồng cả gốc và lãi. Nhiều lần đòi không được nên với mục đích gặp đòi nợ, chiều mùng 10 tháng 10 năm 2023, Khanh gọi điện thoại cho nạn nhân, nói dối có khách muốn gặp và cô gái này tưởng thật nên đồng ý. Khoảng 17 giờ 35 cùng ngày, cô gái đi taxi đến nhà Khanh ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau đó, Khanh rủ cô gái đi ăn tối cùng một người đàn ông. Đêm cùng ngày, Khanh và nạn nhân đón taxi về nhà anh ta để gặp khách. Xong thực tế, khi về tới nơi, bị cáo bắt đầu đòi số tiền gốc là 57 triệu đồng. Cô gái nói chưa có tiền trả và tháo một chiếc nhẫn đang đeo ở tay, đưa trước cho Khanh để xác nhận cho việc trả nợ. Khanh không đồng ý, mà yêu cầu chị này phải viết giấy nợ, phải để lại thẻ căn cước công dân để làm tin, xong không được đồng ý. Cho rằng cô gái có tiền nhưng không trả, bị cáo đạp khiến nạn nhân ngã và bị ngất xỉu nằm dưới sàn nhà. Gã kéo nạn nhân vào phòng vệ sinh, xịt nước vào mặt nhưng cô gái không tỉnh. Gã bỏ mặc cô gái trẻ và ra ngoài phòng khách, ngồi uống nước. Lát sau, nạn nhân tỉnh dậy và la hét. Khanh cầm hung khí, đe dọa nạn nhân im lặng Tuy nhiên, thấy cô gái vẫn la hét nên đối tượng đã tấn công khiến nạn nhân tử vong. Sau đó Khanh tháo chiếc túi sách màu nâu của chị này đang đeo trên người, lục soát kiểm tra, thấy bên trong có một số đồ vật. Lúc này, Khanh nảy sinh ý định, mang nạn nhân ra sông Hồng Vứt. Khanh nhét nạn nhân vào thùng xốp, gọi xe taxi đến đón với mục đích mang đi phi tang. Đến 1 giờ 40 ngày 11 tháng 10 năm 2023, nói dối thùng xốp đựng ổi, Khanh được tài xế vụ B để vào trong taxi, sau hai lần đi lòng vòng tìm nơi vứt thùng xốp, khanh điều tài xế về khu vực cầu thang dẫn xuống sông Hồng, thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Phi tang nạn nhân xong, gã đi xe máy vứt hai chiếc điện thoại của cô gái xuống sông Hồng ở khu vực cầu Thanh Trì, chiều tối 11 tháng 10 năm 2023. Lo sợ bị mọi người phát hiện, khanh tới hiện trường dùng chăn quấn một phần cơ thể nạn nhân lại, lấy xi măng trộn phía ngoài chăn. Trưa 13 tháng 10 năm 2023, một người đàn ông phát hiện ra một số bộ phận nghi là của người nên trình báo công an. Đến ngày 16 tháng 10 năm 2023, Khanh bị bắt giữ. Ngày 24 tháng 9, người dân bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ có hành vi thả thứ gì đó xuống thùng xốp rồi đẩy ra giữa dòng sông. Ngay lập tức, một số ngư dân đã phát hiện và vớt chiếc thùng xốp khả nghi lên. Thứ nằm trong thùng lại là một đứa bé còn đỏ hòn khiến ai nấy không khỏi xót xa ngày 24 tháng 9, ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, công an phường này đang làm rõ sự việc một người mẹ để con vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông Vinh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ để một cháu bé vào thùng xốp, thả trôi trên sông Vinh. Thời điểm đó, một số người dân phát hiện sự việc đã treo thuyền đến, đưa cháu bé lên bờ an toàn nhận được tin báo công an phường vinh tân đã đến hiện trường để làm rõ sự việc người mẹ sau đó được đưa về trụ sở công an cháu bé đã được đưa đến bệnh viện sản nhi nghệ an để kiểm tra sức khỏe qua làm việc bước đầu cho thấy người mẹ này trú tại xã hưng nghĩa huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an chủ tịch phường vinh tân cho biết chiều hôm nay mẹ đưa cháu bé mới sinh từ bệnh viện sản nhi nghệ an về nhà khi đến khu vực sông Vinh, người mẹ đã để cháu bé vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông. Cháu bé sau đó được người dân đi thuyền phát hiện và cứu lên an toàn. Hiện cháu bé đã được đưa xuống bệnh viện sản Nhi Nghệ An, riêng người mẹ đang được công an làm việc. Vụ việc đang được công an phường Vinh Tân xác minh làm rõ. Thưa quý vị, theo kết luận điều tra mới nhất, ông Nguyễn Đức Thái, cựu chủ tịch nhà xuất bản giáo dục đã nhận hối lộ tổng cộng gần 25 tỷ đồng từ lãnh đạo hai doanh nghiệp qua 10 lần. Sau khi nhận quà cảm ơn bạc tỷ, ông Thái đều cẩn thận cất tiền vào két sắt. Trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Thái về tội nhận hối lộ. Ông Thái bị cáo buộc đã nhận hối lộ từ Tô Mỹ Ngọc, chủ tịch công ty Phùng Vĩnh Hưng và Nguyễn Chí Minh, giám đốc công ty giấy Minh Cường Phát. Theo lời khai của ông Thái, hàng năm trước khi tiến hành mua sắm giấy in, Tô Mỹ Ngọc thường đến gặp ông để đề nghị hỗ trợ. Ông Thái đã đồng ý tạo điều kiện cho các công ty của Ngọc trúng các gói thầu cung cấp giấy in cho nhà xuất bản. Cụ thể, vào khoảng tháng 5-6 năm 2017, Ngọc đã đến văn phòng của ông Thái để trình bày và hứa hẹn sẽ không quên ơn. Sau khi công ty Phùng Vĩnh Hưng trúng 3 gói thầu vào năm 2017, vào sáng 14 tháng 12 năm 2017, Tô Mỹ Ngọc đã gặp ông Nguyễn Đức Thái tại phòng làm việc của nhà xuất bản giáo dục. Tại đây, Ngọc để lại một túi tiền bên cạnh bàn uống nước và nói Em có chút quà biếu cảm ơn anh đã giúp công ty trúng thầu, sang năm công ty mong anh giúp đỡ. Khi Ngọc ra về, ông Thái kiểm tra túi tiền, bên trong có 6 cọc, mỗi cọc chứa 10 thết, mỗi thết trị giá 50 triệu. Tổng cộng là 3 tỷ đồng, được bọc kín bằng giấy, Ông Thái sau đó đã cất số tiền này vào kết sắt trong phòng làm việc. Lần thứ hai, vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Ngọc tiếp tục đến gặp ông Thái để cảm ơn về việc giúp đỡ công ty. Trước khi ra về, Ngọc để lại túi tiền trị giá 4 tỷ đồng và ông Thái lại cất vào két sắt. Trong những năm tiếp theo, vào các dịp cuối năm 2019, 2020 và 2021, Ngọc đều biếu ông Thái 4 tỷ đồng mỗi lần và cũng cất số tiền này vào két sắt như trước. Theo kết luận điều tra, vào dịp Tết Nguyên đán từ năm 2018 đến 2022, Ngọc đã cảm ơn ông Thái 200 triệu đồng mỗi năm, tổng cộng 1 tỷ đồng với cùng một phương thức. Ngọc đến một mình mang theo gói quà Tết và sau khi trò chuyện xã giao sẽ đưa phong bì chứa tiền cho ông Thái. Tổng cộng, ông Thái đã nhận hối lộ 20 tỷ đồng từ Tô Mỹ Ngọc. Ngoài ra, ông Thái cũng nhiều lần nhận của Nguyễn Chí Minh, giám đốc công ty giấy Minh Cường Phát, tổng cộng 4,9 tỷ đồng từ năm 2017 đến năm 2020. Quý vị sau 2 tuần ăn ngủ cùng người dân thôn làng nổ, giúp đỡ bà con tìm kiếm người mất tích. Ngày chia tay gần 400 cán bộ chiến sĩ trong đoàn 98, sư đoàn 316, quân khu 2 và bộ đội biên phòng đã đến. Mặc dù vất vả nhưng tinh thần quân dân luôn nồng cháy, các chiến sĩ hết lòng vì phụng sự tổ quốc. Giờ phút chia tay, bộ đội rời thôn, anh Hoàng Văn Thới, người cha mất đi 5 người thân trong trận lũ quét đã không kìm được những giọt nước mắt. Có lẽ kể từ khi mất gia đình đến nay, anh mới có thể vỡ hòa trong cảm xúc của sự chia ly. Sau 14 ngày thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả tìm kiếm nạn nhân vụ lũ quét kinh hoàng tại thôn làng nổ xã Phúc Cánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, chiều ngày 24 tháng 9, gần 400 cán bộ chiến sĩ trung đoàn 98, sư đoàn 316 quân khu 2, và bộ đội biên phòng rút khỏi lạng nũ. Hàng trăm người dân thôn lạng nũ và xã Phúc Khánh đã tập trung tại nhà văn hóa thôn để chia tay các cán bộ chiến sĩ bộ đội trước khi trở về đơn vị công tác. Hòa trong dòng người tiễn bộ đội rời làng, anh Hoàng Văn Thới, 32 tuổi, bật khóc ngàn ngào. Thoát chết sau trận lũ quét kinh hoàng, anh Thới là chịu đựng nỗi đau tột cùng khi mất mẹ già, vợ và ba con nhỏ. Cách đây hai ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể bé trai Hoàng Đức Lờ là con của anh Thới. Thi thể năm thành viên trong gia đình anh đã được các lực lượng tìm thấy. Giờ phút di tay các cán bộ chiến sĩ bộ đội kết thúc nhiệm vụ, những giọt nước mắt của anh Thới đã rơi. Anh Thới chia sẻ, anh quá xúc động, không biết nói gì hơn. Cảm ơn các chiến sĩ đã vất vả, không quản ngại khó khăn tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong suốt hai tuần qua các cán bộ chiến sĩ đã giúp tôi tìm thấy đủ thi thể các thành viên trong gia đình tôi để tôi lo hậu sự cho mẹ, vợ và ba con tôi. Không chỉ tôi mà toàn thể người dân làng nổ chân thành cảm ơn, chúc cán bộ chiến sĩ mạnh khỏe công tác tốt. Về phút chia tay, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chính ủy Sư đoàn 316, quân khu 2, đã thay mặt các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại thôn làng nũ gửi lời chia buồn sâu sắc đến bà con làng nũ và những gia đình có người thân mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng mặc dù đã cố gắng hết sức và nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay vẫn còn những nạn nhân chưa tìm thấy Hồng Dũng khẳng định làng nổ sẽ mãi in sâu trong trái tim tiền thất và ký ức của cán bộ chiến sĩ của đơn vị và mong rằng các lực lượng ở địa phương tiếp tục tìm kiếm và cùng với người dân tái thiết bản làng sau lũ. Xúc động phát biểu trong ngày chia tay lực lượng quân đội, ông Hoàng Quốc Bảo, bí thư huyện ủy Bảo Yên cho biết cán bộ chiến sĩ đã làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cù Hồ giữa thời bình. Ông Bảo khẳng định địa phương sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân làng nổ, tái thiết lại bản làng, xây dựng cuộc sống mới ổn định, ấm no và tươi đẹp. Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, trung đoàn trưởng trung đoàn 98 chia sẻ trong ngày chia tay. Điều nối tiếc nhất với người lính chúng tôi là vẫn còn những thi thể đồng bào chưa được tìm thấy. Với tinh thần quả cảm không ngại khó khăn, vất vả, lực lượng quân đội đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn làng nũ và giúp nhân dân khắc phục hậu quả lụt quét. Tình cảm của các chiến sĩ, bộ đội được người dân làng nổ mãi khắc ghi trong lòng. Mưa lớn những ngày qua khiến sông lèn dân cao hơn 700 ngôi nhà ở xã Yến Sơn và thị trấn Hà Trung ngập sâu trong nước. Cuộc sống người dân bị ảnh hưởng, để có thể bảo vệ tài sản một cách tối đa, người dân phải dừng láng tạm trên đê để nuôi gia súc. Theo đó, nước sông Lèn ở Thanh Hóa dâng cao đột ngột sau trận mưa lớn gây ngập úng nặng nề cho bà con tại xã Yến Sơn và thị trấn Hà Trung. Tại đây, hai thôn Chuế Cầu và Bình Lâm chịu ảnh hưởng nặng nề với tổng cộng 513 hộ dân bị nhấn chìm trong nước lũ. Ở thị trấn Hà Trung, tiểu khu Tương Lạc cũng không thoát khỏi cảnh ngập lụt khi hơn 200 hộ dân chìm sâu trong nước. Có nơi, mức nước lên tới 1,6 mét khiến nhiều gia đình phải sống trong cảnh cô lập hoàn toàn. Bà Đinh Thị Mai, 68 tuổi, cư dân tại tiểu khu Tương Lạc cho biết, đây là lần đầu tiên trong gần chục năm qua tôi mới thấy lục lớn như vậy. Nước dân từ sáng 23 tháng 9 và không ngừng lên trong buổi chiều. Chúng tôi phải nhờ anh em đến hỗ trợ kê đồ đạc lên cao, thậm chí không dám ngủ vì sợ nước tiếp tục lên. Theo bà Mai, dù tình hình lũ lục năm nay chưa đạt đỉnh như năm 2007 và 2017, nhưng mực nước đã cao hơn nhiều so với những năm gần đây. Hiện tại nước đã rút khoảng 20 cm, gia đình bà đang bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa để chuẩn bị cho những ngày tiếp theo. Anh Lê Văn Dũng 30 tuổi, tại thôn Chuế Cầu, xã Yến Sơn, lại gặp phải tình huống khẩn cấp khi nước dâng nhanh khiến anh không kịp trở tay để tránh thiệt hại. Anh đã kịp thời chuyển đàn lợn hơn 30 con lên bờ đê và dựng láng tạm để nuôi chúng. Tuy nhiên, gia đình anh vẫn chịu thiệt hại lớn khi hơn 30 con gà bị chết do nước lũ tràn vào. Anh Dũng lo lắng, chúng tôi phải nuôi lợn tạm trên đê hai ngày nay. Nước vẫn đang rút chậm, dự tính phải mất cả tuần mới rút hết. Đàn lợn hiện có nguy cơ ốm hoặc chết rất cao vì điều kiện chăn nuôi tạm bợ không chỉ gia đình anh dũng nhiều hộ dân tại thôn chuế cầu cũng đã đưa đồ đạc lên đê để trú tránh lũ và giảm thiểu thiệt hại Việc dựng lán tạm và di chuyển tài sản lên cao đã trở thành phương án tạm thời mà nhiều hộ gia đình tại đây phải áp dụng. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hà Trung, ông Nguyễn Văn Long cho biết, ngay từ khi nắm bắt thông tin về tình hình xả lũ và dự báo mực nước sông Lèn dâng cao, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an và quân đội để hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm từ sáng ngày 22 tháng 9. Ông Long chia sẻ, chúng tôi đã chủ động di dời người dân, tài sản ra khỏi vùng ngập lụt ngay từ đầu và đảm bảo mọi người không phải chịu cảnh đói khổ. Sau khi nước rút, huyện đã có kế hoạch khắc phục hậu quả dọn dẹp vệ sinh để tránh nguy cơ phát sinh mầm bệnh. Hiện tại, các hộ dân tại Yến Sơn và Hà Trung vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn khi nước lũ rút chậm và có thể phải mất nhiều ngày nữa mới ổn định tình hình. Việc bảo vệ tài sản và chăn nuôi là một trong những ưu tiên hàng đầu của người dân trong lúc này nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành công văn về việc triển khai dạy và học 5 ngày một tuần, nghỉ thứ bảy, chủ nhật với các trường học. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai dạy và học 5 ngày một tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai dạy và học 5 ngày một tuần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới theo kế hoạch thời gian năm học. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể việc triển khai dạy và học 5 ngày một tuần, đảm bảo thực hiện hiệu quả nội dung chương trình, nhiệm vụ năm học theo quy định. Tỉnh yêu cầu thanh tra kiểm tra việc triển khai thực hiện dạy và học 5 ngày một tuần, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc, vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Sau khi kết thúc năm học 2024-2025, tỉnh sẽ tổ chức đánh giá tình hình, kết quả việc thực hiện dạy và học 5 ngày một tuần trên địa bàn. Ngoài tỉnh Lai Châu cho học sinh học 5 ngày một tuần, Hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cũng có văn bản về việc cho ý kiến dạy học 5 ngày trong tuần, nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật với học sinh trung học cơ sở tại thành phố Hà Tĩnh từ năm học 2024-2025 theo đề xuất của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ra soát, nghiên cứu kỹ, đảm bảo điều kiện khi triển khai đặc biệt phải đảm bảo thời lượng học tập theo quy định của phương trình giáo dục phổ thông hiện hành và phù hợp với thực tiễn, xây dựng kế hoạch dạy học hai buổi một ngày trong các nhà trường khoa học, hợp lý, khảo sát lấy ý kiến giáo viên, phụ huynh học sinh để tạo sự đồng thuận. Cuối chương trình là thông tin về tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Trong báo cáo mới đây của Bộ Giao thông Vận tải, Việt Nam phấn đấu hoàn thành đầu tư toàn tuyến đường sắt cao tốc này trong năm 2035. Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định đã cùng các bộ, ban ngành tích cực nghiên cứu kinh nghiệm, tham khảo mô hình từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổ chức học tập kinh nghiệm tại 6 nước sở hữu và làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được đề xuất đầu tư với chiều dài 1.541 km, quy mô đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, hạ tầng thiết kế với tốc độ 350 km giờ, bố trí 23 ga hành khách với cự li trung bình khoảng 6-7 km. 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa. Tuyến sẽ bắt đầu từ ga Ngọc Hồi Hà Nội đi qua 20 tỉnh thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh. Về công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải cho biết Bộ kiến nghị lựa chọn công nghệ đường sắt chạy trên dây. Về lựa chọn tốc độ thiết kế, phía Bộ Giao thông Vận tải cho rằng tốc độ 350 km một phù hợp với các tuyến dài từ 800 km trở lên, tập trung nhiều đô thị có mật độ dân số cao như hành lang Bắc Nam của nước ta. Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 10 năm 2024, đấu thầu lựa chọn tư vấn quốc tế, triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong năm 2025-2026, triển khai giải phóng mặt bằng, đấu thầu lựa chọn nhà thầu và khởi công các dự án thành phần đoạn Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2027 khởi công các dự án thành phần đoạn Vinh Nha Trang năm 2028-2029 và phần đấu hoàn thành đầu tư toàn tuyến năm 2035. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết thêm, qua giả soát phương án đầu tư, sơ bộ xác định tổng mức đầu tư dự án khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ. Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam dự kiến đầu tư với chiều dài kết cấu 60% là cầu, 10% là hầm và 30% là nền đất nên suất đầu tư dự án khoảng 43,69 triệu đô la Mỹ 1 km. Dự kiến nguồn vốn ngân sách nhà nước bổ trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn để đầu tư hoàn thành dự án năm 2035, bổ trí vốn trong khoảng 12 năm. Tuyến đường sắt cao tốc này hứa hẹn sẽ mang nhiều hy vọng mới về giao thông nước ta. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.